Tin chúng tôi vừa cập nhật, cách đây ít giờ Iran đã phóng hơn 100 máy bay không người lái cùng với tên lửa hành trình nhằm vào Israel. Theo lực lượng không quân Israel, lực lượng này đã bắt đầu đánh chặn máy bay không người lái của Iran. Một số đã bị bắn hạ trên bầu trời Syria hoặc là Jordani. Israel thực hiện được giải pháp trên là nhờ năng lực hợp tác giữa Mỹ với các đồng minh khu vực. Trong động thái phản ứng đầu tiên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công trực tiếp từ Iran và sẽ đáp trả tương ứng. Bộ trưởng Quốc phòng Iran đã đưa ra cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào cho phép Israel sử dụng không phận hoặc lãnh thổ của mình để tấn công Iran thì họ sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt từ Iran. Và hiện thì chúng tôi đã kết nối với phóng viên Anh Phương, thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Trung Đông để cập nhật thêm thông tin. Xin chào anh Phương ạ. Việc Iran phát động cuộc tấn công nhằm vào Israel sẽ có những tác động như thế nào tới hòa bình và an ninh khu vực Trung Đông vậy anh? Theo ghi nhận cho tới lúc này thì Iran đã triển khai 3 đợt tấn công bằng máy bay không người lái, đồng thời phóng các tên lửa hành trình vào lãnh thổ Israel. Hiện Liban, Iraq, Jordani và Israel đã đóng cửa không phận trước những lo ngại về bạo lực leo thang. Nhiều hãng hàng không cũng đã tuyên bố là chuyển hướng bay, tránh bay qua vùng trời của Iran và một số khu vực xung quanh có nguy cơ trở thành điểm nóng. Hiện chưa rõ thiệt hại gây ra bởi các vụ tấn công là như thế nào, nhưng các cuộc tấn công được cho là vẫn chưa kết thúc. Thủ tướng Israel Netanyahu đã triệu tập nội các chiến tranh. Phía Israel gọi đây là một sự leo thang nghiêm trọng và nguy hiểm. Trong khi lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei thì nhấn mạnh là các bước đi để nhằm trừng phạt chính quyền Israel. Sự đối đầu trực diện giữa Iran và Israel nhiều khả năng sẽ đẩy những căng thẳng tại Trung Đông vào những bước ngoặt mới. Giới phân tích trước đó thì cũng đã cảnh báo là giá dầu có thể sẽ bị đẩy lên trên 100 đô la Mỹ một thùng trong kịch bản có xung đột trực diện giữa Iran và Israel. Xin mời trường quay. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Em Phương với những thông tin vừa rồi ạ. Và căng thẳng tại Trung Đông thì đang không ngừng bị đốt nóng. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran ngày hôm qua đã bắt giữ một tàu chở hàng có liên hệ với Israel tại eo biển Hormuz. Tàu Ares đang trên hải trình tới Ấn Độ thì bị bắt giữ cùng với 25 thành viên thủy thủ đoàn ở gần eo biển Hormuz. Bước đầu xác định là các thành viên thủy thủ đoàn thuộc các quốc tịch là Ấn Độ, Pakistan, Philippines, Nga và Estonia. Dữ liệu từ các trang web theo dõi hàng hải cho thấy con tàu Ares thuộc công ty vận tải biển quốc tế Jordaic Maritime do doanh nhân Israel sở hữu một phần. Vị trí của con tàu được xác định lần cuối cùng ngoài khơi Dubai hướng tới eo biển Hormuz trước khi bị bắt giữ một ngày.